Liên Hợp Quốc bái phục khi cô gái Việt Nam dám làm điều đặc biệt này ở châu Phi, khiến cả thế giới không ngờ tới. Rực rỡ và kiên cường như những đóa hoa hồng, can đảm và trung kiên như những siêu anh hùng giữa đời thực. Đó là tất cả những lời hay ý đẹp mà thế giới xưa nay đã dành trọn ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Thời nào cũng thế, phụ nữ Việt luôn dành cả cuộc đời để cống hiến và thực hiện sứ mệnh của mình. Từ chăm lo gia đình, xây dựng đất nước đến cả bảo vệ hòa bình thế giới. Và câu chuyện về một cô gái Việt Nam với hành trình tìm, giữ gìn hòa bình tại vùng đất châu Phi xa xôi đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi nghe thấy. Chính cô gái ấy đã làm nên những câu chuyện cổ tích đời thực, khiến người dân lục địa đen vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý một cách kỳ lạ. Không chỉ người dân ngưỡng mộ, yêu quý, mà ngay cả Liên Hợp Quốc cũng phải viết tâm thư sau hành động của cô gái Việt tại châu Phi. Vậy cụ thể câu chuyện này là như thế nào? Hãy đón xem trong video ngày hôm nay. Theo đó, trên fanpage của Liên Hợp Quốc đã đăng tải bài viết cảm ơn lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam vì sự phục vụ tận tâm trong suốt những năm tháng vừa qua, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc vô bờ bến gửi đến lực lượng cán bộ chiến sĩ của đất nước hình chữ S. Trong tâm thư, Liên Hợp Quốc đã ghi rõ, lực lượng gìn giữ hòa bình đến từ Việt Nam đang hoạt động và phục vụ cho nền hòa bình thế giới. Trong điều kiện rất khắc nghiệt để giúp đỡ người khác, chúng tôi cảm ơn họ vì sự phục vụ và hy sinh của họ. Và nổi bật trong số đó, chúng tôi tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước một nữ trung tá, nữ quan sát viên Việt Nam đầu tiên trong lực lượng mũ nổi xanh, đã khiến không ít các bạn nam quân nhân các nước phải ngả mũ nể phục. Đó chính là trung tá Nguyễn Thị Minh Phương. Dòng trạng thái của Liên Hợp Quốc đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo bạn bè quốc tế. Ai nấy đều cảm ơn và trước sự nỗ lực tinh thần, trách nhiệm và tình yêu hòa bình to lớn của những người lính Việt Nam tại miền đất châu Phi. Nhắc đến châu Phi thì các bạn cũng biết rồi đấy, một vùng đất mà chó ăn đá, gà ăn sỏi vô cùng khắc nghiệt. Đấy là còn chưa kể đến các vấn đề khác như dịch bệnh, tệ nạn, chiến tranh liên miên, khiến cuộc sống ở nơi đây gần như lúc nào cũng trong tình trạng hỗn loạn và thiếu thốn trăm bề. Đến mức ngay cả ông lớn có thể lực như Trung Quốc hay các tỷ phú thế giới đốt tiền vào châu Phi cũng phải lắc đầu ngao ngán bỏ cuộc. Thế nhưng có ai ngờ một nữ sĩ quan Việt Nam lại có thể chinh phục được vùng đất này. Theo đó, Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương chính là nữ sĩ quan mũ nổi xanh thứ 3 của Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cô cũng là nữ sĩ quan đầu tiên làm nhiệm vụ sĩ quan quan sát viên quân sự tại phái bộ Nam Sudan, một nhiệm vụ được đánh giá là đầy khó khăn và mang tính thử thách rất cao. Hầu hết mọi người đều cho rằng cuộc sống của Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương tại Việt Nam là cuộc sống mà bao người phải mơ ước. Thế nhưng cô vẫn quyết định tạm gác lại vai trò người vợ, người mẹ, người con để đến vùng đất châu Phi xa xôi thực hiện nhiệm vụ. Tuy khó khăn là thế, nhưng cô vẫn luôn cháy hết mình trong công việc, chưa bao giờ từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào cả. Chính vì thế, khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ nhất, nữ trung tá tiếp tục được Đảng, Nhà nước tin tưởng và giao trọng trách mới ở phái bộ UNESFA tại Abia. So với nhiệm vụ đầu tiên thì nhiệm vụ thứ hai lần này sẽ có thách thức rất lớn, bởi vị trí làm việc của Trung tá Minh Phương là sĩ quan tham mưu cấp cao về huấn luyện tích hợp cho tất cả các lực lượng trong quá trình gia nhập và thực hiện nhiệm vụ ở phái bộ. Một công việc mới, một địa bàn mới, rất nhiều thách thức, rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chưa hề có lực lượng nào triển khai ở đây trước đó. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Việt Nam triển khai lực lượng cán bộ chiến sĩ lớn như thế ở bên ngoài lãnh thổ. Nhưng dù khó khăn đến mấy, cũng không thể làm giảm đi nhuệ khí của nữ trung tá Việt Nam. Cô chia sẻ, với những kinh nghiệm đã được tích lũy, những kiến thức đã được học và trau dồi, và cái quan trọng nhất là sự tin tưởng, động viên của mọi người là động lực để cho mình cố gắng. Trên cương vị là nữ quan sát viên quân sự đầu tiên tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Trung tá Minh Phương nhận thấy rằng đây là nhiệm vụ đầy khó khăn, đầy thử thách, nhưng cũng là một niềm vinh dự, tự hào.
Theo đó, nữ trung tá có rất nhiều kỷ niệm đối với chốt kiểm soát ở đầu cầu Juba. Đây là một trong những chốt kiểm soát đầy thách thức đối với lực lượng quan sát viên quân sự tại thủ đô Juba cũng như tại phái bộ UNMISS vì họ không thân thiện và luôn thách thức lực lượng. Lần đầu đi qua cầu Juba, họ luôn quan sát lúc trung tá Phương xuống làm việc với sĩ quan cũng như binh lính phụ trách chốt kiểm soát. Lúc đầu họ luôn nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi, họ thử thách bản lĩnh người lính Việt Nam bằng cách đưa xuống làm việc rất tối và bẩn, không khác gì một phòng giam. Nhưng chỉ sau ít phút dò hỏi, họ ồ lên và bất ngờ bởi lần đầu tiên thấy một nữ sĩ quan tham gia tuần tra trên cương vị là quan sát viên quân sự. Được biết, khi biết cô là người Việt Nam thì sự yêu quý ấy lại càng tăng thêm gấp bội. Trung tá Phương kể lại, sau khi nhìn thấy chữ Việt Nam ở trên ngực áo của tôi thì họ rất hồ hởi, nói chuyện nhiều hơn và cũng chia sẻ với tôi rất nhiều câu chuyện. Như họ đã được biết đến Việt Nam thông qua những bộ phim, những đoạn clip ngắn trên mạng hay những câu chuyện kể của mọi người. Trước đây cũng có nhiều quan sát viên quân sự đi qua đây rồi, nhưng chưa có ai là nữ quan sát viên quân sự đến từ Việt Nam. Thực sự là họ rất ấn tượng với nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên thực hiện nhiệm vụ quan sát viên quân sự. Thực sự cảm giác lúc đấy mình rất vui, bởi vì mặc dù rất xa xôi, nhưng đất nước và con người Việt Nam chúng ta lại được các bạn biết đến và dành tình cảm trân trọng đến như vậy. Với sự thân thiện trong làm việc và đàm phán, tạo ấn tượng tốt đẹp, cô được họ gọi bằng những cái tên yêu thương như Queen Việt Nam hay là Miss Việt Nam. Khi được hỏi điều gì ở Trung tá Phương làm cho mọi người nể phục nhất, các quân nhân nước khác đều khẳng định rằng đó chính là bản lĩnh của người phụ nữ Việt. Trong câu chuyện, người Nam Sudan thường nói rằng Việt Nam, you are winner, có nghĩa là Việt Nam, các bạn là những người chiến thắng. Trước mặt Trung tá, họ bày tỏ sự ngưỡng mộ về những câu chuyện chống quân xâm lược hào hùng cũng như sự phát triển phục hồi nhanh chóng đến từ Việt Nam. Qua đó họ cũng mong muốn đất nước Nam Sudan sẽ nhanh chóng phục hồi, ổn định, thống nhất, người dân có cuộc sống ấm no như là Việt Nam. Nhiều người nước ngoài khi biết tin đã rất cảm phục người con gái Việt Nam mạnh mẽ, nỗ lực hết mình làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại vùng đất châu Phi. Dành sự tôn trọng và yêu quý tuyệt đối cho người phụ nữ Việt Nam, họ là những người mạnh mẽ, đầy can đảm nhưng cũng rất dịu dàng và tinh tế. Một tấm gương về sự hy sinh, cô ấy xứng đáng được xem là biểu tượng của hòa bình thế giới thời hiện đại. Phụ nữ Việt Nam có thể làm và thậm chí làm tốt hơn cả những gì nam giới có thể làm, thật đáng khâm phục. Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam, tôi yêu tất cả những gì thuộc về họ, đó là một dân tộc của những người có tấm lòng cao cả. Thật tự hào Việt Nam, tự hào những người con đất Việt, luôn có tấm lòng nhân ái, hết mình giúp đỡ mọi người. Tự hào với những người lính kiên cường của chúng ta đã góp phần tô vẽ thêm nét đẹp Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để giúp Bỏ Thông Thái sớm đạt 50.000 lượt đăng ký nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.